Và ngày hôm nay thì cầu thủ chủ nhà Nam Trung Việt sẽ có cuộc tiếp đón trước cầu thủ FC91 đến từ Long An. Trên màn nhỏ của quý bạn lúc này thì cầu thủ Nam Trung Việt trong trang phục áo đen, quần đen và tất vàng. Họ sẽ bảo vệ phần sân bên tay phải màn nhỏ của quý bạn. Minh Tuyến, đây là cơ hội, không vào. Phá dứt điểm. Phá dứt điểm là của cầu thủ mang số 36 Thái Hảo. Khi mà thế trận đang giằng co thì những pha cố định như này sẽ là niềm hy vọng. Đánh đầu. Pha đánh đầu là của cầu thủ mang số 20 Lina Đỗ. Và bật lại Sang Ngô. Vượt tuyến rồi. Thanh Hải cơ không vào. Gian. Duy Cương. Đây là thức. Đây là thức. Vô. Duy Cương đã thực hiện một pha chọc chạy bóng đến với cái chân của cầu thủ mang số 23. Không phải là một tình huống mà tiền đạo mang số 1 xâm lấn vào vòng cấm của đối phương, mà lần này là thức. Sự hoán đổi đã khiến cho hàng phòng ngự của 91 FC bị bất ngờ. Chúng ta cùng xem lại tình huống vừa rồi. Một pha lốp bóng kỹ thuật của cầu thủ mang số 23 thức đã mang lại bàn thắng đầu tiên. Bước ngoặt đã đến rồi. Và thức bảy lẻ là người đã nổ súng. Đường chuyền vào. Goal! Và như vậy là đã có bàn gỡ dành cho cầu thủ 91 FC. Quang Thuần là người đã đón trái bóng sau đường chuyền của Dương, cầu thủ mang số 15. Bước ngoặt đã đến và những bàn thắng đến liên tiếp với cả hai bên. Tỷ số là 1-1. Yếu tố để cho trận đấu trở nên hấp dẫn hơn đã có rồi. Nó giống như một bữa tiệc. Gia vị của nó là những bàn thắng. Quang Thuận không vào. Trọng tài đã phất cờ việt vị trước khi bóng được đến được chân của cầu thủ số 36 đội trưởng Thầy Hảo. Quang Thuận. Đây là Thầy Hảo. Làm gì đây? Tuyến 2, Quang Thuận không vào. Lựa chọn một pha dứt điểm về phía góc gần. Và nó đã không thể qua được đôi tay của Kiệt Võ. Thì rất có thể sẽ là lợi thế dành cho cao thủ áo trắng. Đây là Duy Cương. Đẩy bóng hơi sâu. Dứt điểm đi. Không vào. Có vẻ như ngày hôm nay thì chỉ có một mình cầu thủ mang số 23 mới có thể gây khó khăn dành cho thủ môn Minh Chiến mà thôi. Tài Nhi Đồng. Mất bóng nguy hiểm. Hậu Ôn Nguyên. Đó là một tình huống phối hợp lỗi của cầu thủ Nam Trung Việt. Và bóng đã đến chân của cầu thủ mang số 14 bên phía cầu thủ 91 FC. Và hậu 40 là người đã có pha sửa lòng. Pha đánh đầu ngược trở lại của Công Vũ. Thức bảy lẻ, cơ hội đây rồi. Tưởng chừng như đó sẽ là một pha gật đầu thì đó lại là một tình huống đổi đầu của Thanh Hải. Đường chuyền rất vừa tầm của thức bảy lẻ dành cho Thanh Hải. Khoảng thời gian đang dần cạn trước múi giày của cao thủ Nam Trung Việt. Mặc dù hiệp 2 thì đã có những cơ hội khá rõ ràng. Nguyễn không vào. Một pha bật nhảy dũng mãnh, một pha gật đầu uy lực. Nhưng chỉ tiếc rằng nó đã đi chạy cột mà thôi. Đó là tình huống bay người và đánh đầu của Công Vũ.
Đường chuyền của hậu 40. Linado. Linado đường chuyền vào. Không vào. Pha cắt bóng không khác gì một bàn thắng của Tài Nhi Đồng. Gia Quý, trung vệ màu số 26 và cùng với Nam Thầy Giáo đang bọc lo cho nhau khá tốt ở hàng phòng ngự. Đây lại là cơ hội dành cho cao thủ áo đen. Không có phương án nào phù hợp được đưa ra trong tình huống vừa rồi. Hậu 40. Khánh Linh. Pha chọc khe Linado. Không vào. Vẫn còn Linado. Làm gì đây? Lại là Tài Nhi Đồng. Một trận đấu mà cả hai bên chơi chắc chắn ở tuyến phòng ngự. Hiệp 2 là hiệp chơi bùng nổ hơn. Tài Nhi Đồng. Linado. Đây là Quang Thuần. Quang Thuần, Quang Thuần, đào chân Quang Thuần. Quang Thuần, không vào. Thiếu một chút nữa thôi, một chút nữa thôi thì Quang Thuần đã lập được cú đúp rồi. Bóng đã rồi, cột rồi ra. Nhưng sự nhanh nhẹn và mạnh bạo của cầu thủ này cũng đã mang lại cho họ cơ hội. Phạt góc dành cho cao thủ 91 FC. Công Vũ. Bóng dài. Đây là Thức. Bóng đã không đến được vị trí của Thức bày lẻ. Bê bê. Đúng lúc này trọng tài đã thổi còi kết thúc trận đấu giao hữu giữa cao thủ 91 FC và cao thủ Nam Trung Việt. Một hiệp 2 rất hay, một hiệp 2 đáng xem.